thì tay có đủ ấm không? Mẹ, cái này mà đào sức hết là mặt thương. Mẹ ơi. Mẹ. Cô là ai đấy? Con đây mà. Tôi không biết cô là ai hết. Cô đừng đến gần tôi. Tôi sợ lắm. Con là Thủy, con của mẹ đấy mà. Mà tôi không biết mà. Con yên tâm. Mẹ giữ con đấy, không ai bắt con được. Mẹ. Đã bảo là đừng có động vào người tôi. Tôi rất là sợ ai chạm vào người tôi. Nhưng mà con là con của mẹ. Mẹ không nhận ra con à? Sao tự nhiên lại khóc? Nhưng mà khóc quá, đừng khóc ở đây. Khóc ở đây bác sĩ nhìn thấy. Bác sĩ đưa vào phòng, bác sĩ tiêm đấy. Đau lắm. Tốt nhất thì ra khóc ở đằng kia khóc. Khóc ở đây không ai thấy đâu. Hồi bé mẹ vẫn còn thích con mặc váy, đi giày búp bê. Mẹ không nhớ gì nữa. Cô không phải là con của tôi. Đây mới là con của tôi cơ mà. Đây này, để này nhìn con của tôi này. Đây mới là con của tôi cơ mà. Con yên tâm, mẹ sẽ không để cho nó bắt con đâu. Mẹ. Tránh ra cơ mà. Nó không thích đứa nào đến gần tôi nhá. Đừng có đến đây. Đến đây nó định bắt con đấy. Mày đứng im ở đây. Mày đến mày giết con tao đúng không? Hả? Mày định giết con tao đúng không? Mày giết con tao đúng không? Dượng. Dượng ở đây. Dượng. Bình tĩnh lại. Con thật. Anh Phong. Anh đến đây rồi. Nó làm em sợ quá. Hồi nãy cái con này nó đến. Nó định bắt con của mình đi. Anh nhìn này. Con mình bé như thế này mà nó định bắt con mình đi. Anh đừng để nó bắt con mình đi. Nó định bắt con mình đi. Ngoài anh ra cô ấy không còn nhớ ai hết. Con đừng sợ có bố đến rồi. Tớ sợ uống thuốc rồi. Mình đi vào phòng đi nào. Giờ vào uống thuốc à? Em đi vào uống thuốc. Mấy lát em ra nhé. Hồi nãy con này nó làm còn đau. Bác sĩ vào, bác sĩ lấy cái băng. Bác sĩ băng chân con mà nhé.